Yêu cầu nghiêm ngặt của vua Sát Đệ Tam khi đàm phán hòa giải với Harry Vua Sát Đệ Tam được cho sẽ làm lành với hoàng tử Harry nếu con trai chịu chấp nhận một điều kiện của ông. Mối quan hệ giữa vua Sát Tam và con trai út hoàng tử Harry được cho là đã vô cùng ra nứt. Cả hai hầu như không còn nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ hoàng gia cho biết các cuộc bàn bạc hòa giải có thể sẽ diễn ra giữa tháng tới. Harry sẽ ở Đức trong vài tuần nữa nhằm tham dự Invictus Games. Sau khi sự kiện kết thúc, anh sẽ ghé qua anh trước khi trở về California, Mỹ với vợ con. Kế hoạch công tác của công tước xứ sắc xét được cho là trùng thời điểm vua sắc để Tam quay lại sau kỳ nghỉ hè ở Panora và trước khi thăm chính thức Pháp. Nguồn tin tiết lộ hai cha con có thể gặp nhau để nói chuyện và vợ của Harry Meghan Markle sẽ không tham gia vào. Nếu cuộc đàm phán hòa bình này thực sự diễn ra, một nguồn tin đã hé lộ yêu cầu duy nhất mà vua sắc để tam đưa ra với con trai út. Người này nói với tạp chí OK rằng Nhà vua rất yêu con trai ông ấy nhưng lại bị tổn thương nặng nề vì những gì cậu ấy gây ra. Ông ấy sẽ luôn bên cạnh con trai, dù vậy, ông ấy sẽ phải ra giới hạn cho các phát ngôn công khai. Nếu ngồi lại với nhau, nhà vua sẽ yêu cầu con trai từ giờ trở đi không được phép mang chuyển riêng của gia đình ra thảo luận trước công chúng. Trong cuốn hồi ký spare và loạt phim tài liệu Netflix gây chấn động, Harry và Meghan hé mở nhiều chi tiết về cuộc sống hoàng gia. Hoàng tử 38 tuổi kể lại cuộc cải phá có sử dụng vũ lực giữa anh và hoàng tử William. Trong khi đó, Meghan cáo buộc một thành viên hoàng gia bình luận về màu da của hoàng tử Archie trước khi cậu bé chào đời. Tại đại hội thể thao Invictus Games ở Düsseldorf tháng 9, Harry và Meghan sẽ cùng thể hiện mặt trận thống nhất sau một thời gian dài khó khăn bằng cách xuất hiện chung ở lễ bế mạc sự kiện. Công tước xứ sắc xếp sẽ có bài phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ở Mercosur Arena ngày 16 tháng 9. Trong khi đó, Megan tổ chức sản xuất các phần cảnh về cuộc đời của những nam nữ quân nhân, thương binh, tranh tài trong đại hội. Các nhà tổ chức cho biết nữ công tước 42 tuổi kỳ vọng sẽ đóng góp sâu sắc, làm nổi bật khả năng giúp thay đổi cuộc sống của Invictus Games, Telegraph đưa tin.